Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức bài 32 ôn tập một số hình phẳng tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Tính diện tích mỗi hình tam giác dưới đây. Rồi, trước hết là các em nhớ lại công thức tính diện tích hình tam giác. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Hình tam giác A. Ở đây các em biết là mỗi cạnh của ô vuông dài 1 cm. Như vậy, hình tam giác A có độ dài đáy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm. Chiều cao tương ứng là 1, 2, 3, 4, 4 cm. Hình tam giác A có độ dài đáy là 6 cm. Chiều cao là 4 cm. Diện tích hình tam giác A là độ dài đáy nhân chiều cao 6 nhân 4 rồi chia cho 2. 6 nhân 4 bằng 24. 24 chia cho 2 bằng 12. Ở đây các em nhớ độ dài đáy và chiều cao có đơn vị đo là cm thì diện tích có đơn vị đo là cm vuông. Tiếp theo là hình tam giác B. Tiếp theo là hình tam giác B. Có độ dài đáy là 1, 2, 3, 4, 4 cm. Chiều cao là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cm. Như vậy hình tam giác B có độ dài đáy là 4 cm, chiều cao là 5 cm. Muốn tính diện tích của hình tam giác B, các em lấy độ dài đáy nhân chiều cao rồi chia cho 2. Diện tích hình tam giác B là độ dài đáy là 4 nhân chiều cao là 5. 4 nhân 5 chia 2. 4 nhân 5 bằng 20. 20 chia 2 bằng 10. 10 cm vuông. Tiếp theo là hình tam giác C. Hình tam giác C là hình tam giác vuông. Nếu các em coi một cạnh góc vuông là độ dài đáy thì cạnh góc vuông còn lại chính là chiều cao. Rồi, độ dài đáy là 1 2 3. Cạnh góc vuông còn lại 1 2 3 4 5 6. 6 cm. Độ dài đáy là 3 cm và chiều cao là 6 cm. Hình tam giác C có độ dài đáy là 3 cm, chiều cao là 6 cm. Diện tích hình tam giác C là độ dài đáy nhân chiều cao rồi chia cho 2. 3 nhân 6 chia cho 2. 3 nhân 6 bằng 18, 18 chia 2 bằng 9 cm vuông. Rồi, kem đáp số. Hình A là 12 cm vuông, hình B là 10 cm vuông và hình C là 9 cm vuông. Tiếp theo là các em sang bài 2. Mai cắt ra hai hình tam giác vuông từ một tờ giấy hình chữ nhật như sau. Các em quan sát. A. Phần còn lại của tờ giấy là hình gì? À, ta thấy phần còn lại của tờ giấy là một tứ giác có hai cạnh đối diện song song với nhau. Tứ giác có hai cạnh đối diện mà song song với nhau thì tứ giác đó là hình thang. Cái phần màu xanh này nó chính là hình thang này. Câu B, tính diện tích phần tờ giấy còn lại đó.
Tức là các em tính diện tích của cái hình thang màu xanh này. Muốn tính diện tích của hình thang, các em lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2. Ở đây các em biết là một đáy của hình thang này dài 12 cm rồi. Vậy đáy còn lại của hình thang thì các em lấy chiều dài của cái hình chữ nhật ban đầu trừ đi một đoạn là 2 cm, một đoạn là 5 cm. 12 trừ 2 trừ 5 thì bằng 5 cm. Chiều cao của cái hình thang này nó chính là nó bằng chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu, tức là bằng 5 cm. Rồi như vậy câu E, phần còn lại của tờ giấy là hình thang. Câu B, ta có độ dài đáy bé của hình thang là 12 trừ đi 2 cộng 5 bằng 5 cm. Ta nhận xét chiều cao của hình thang là 5 cm, độ dài đáy lớn của hình thang là 12 cm. Như vậy diện tích của hình thang là, các em lấy tổng độ dài hai đáy nhân chiều cao rồi chia cho 2. Lấy 12 cộng 5 nhân với chiều cao là 5 rồi chia cho 2. Các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 42,5 không? Các đơn vị đo ở đây đều là cm thì diện tích của hình thang là cm vuông. Đáp số là 42,5 cm vuông. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Robot có một sợi dây chun dài 15,85 cm. Robot dự định dùng sợi dây chun đó cùng với túi bóng để buộc kín một miệng bình hình tròn bán kính 5 cm như hình dưới đây. Hỏi robot có thể làm được điều đó hay không? Biết rằng sợi dây chun bị đứt nếu độ dài dây chun bị kéo dài quá 2 lần. Các em hình dung này, miệng bình hình tròn có bán kính là 5 cm. Ở đây sợi dây chun dài 15,85 cm. Sợi dây chun này sẽ bị đứt nếu độ dài dây chun bị kéo dài quá 2 lần. Có nghĩa là độ dài của cái đường màu đỏ này mà lớn hơn 2 lần độ dài của sợi dây chun thì sợi dây chun sẽ bị đứt. Được chưa? Độ dài của cái đường màu đỏ này nó chính là chu vi của hình tròn. Hình tròn có bán kính là 5 cm, các em có thể tính được chu vi của cái hình tròn này là bao nhiêu. Nếu chu vi của hình tròn này mà lớn hơn 2 lần độ dài của sợi dây chun, tức là lớn hơn 15,85 nhân 2 thì dây chun sẽ bị đứt. Trước hết là các em tính xem chu vi của hình tròn là bao nhiêu. 2 lần độ dài của sợi dây chun là bao nhiêu? Nếu chu vi của hình tròn mà lớn hơn 2 lần độ dài của sợi dây chun thì dây chun đó sẽ bị đứt. Rồi. Trước hết là ta có chu vi của miệng bình hình tròn là, muốn tính chu vi của hình tròn, các em lấy 3,14 nhân bán kính rồi nhân với 2. 3,14 nhân bán kính là 5 rồi nhân với 2. Ta được kết quả bằng 5 nhân 2 bằng 10, 3,14 nhân với 10 bằng 31,4 cm. Tiếp theo là các em tính 2 lần độ dài của sợi dây chun bằng cách là lấy 15,85 nhân 2. Ta được kết quả bằng 31,7 cm. Ta thấy chu vi của miệng bình nó bé hơn 2 lần độ dài của sợi dây chun, chứng tỏ là sợi dây chun đó sẽ không bị đứt. Nên robot có thể dùng sợi dây chun đó cùng với túi bóng để buộc kín miệng bình. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Một mặt hồ có dạng là một nửa hình tròn, biết rằng bán kính đo được là 60 mét. Hỏi diện tích mặt hồ là bao nhiêu mét vuông? Rồi muốn tính diện tích của mặt hồ,
thì các em lấy diện tích của hình tròn, các em chia cho 2. Như vậy trước hết là các em phải tính diện tích của hình tròn trước, bằng cách là các em lấy số 3,14 nhân bán kính nhân bán kính, được chưa? Sau khi tính diện tích của hình tròn rồi thì các em lấy diện tích của hình tròn các em chia cho 2, ta tính được diện tích của mặt hồ là bao nhiêu mét vuông. Rồi quan sát thì chúng ta nhận thấy hình ảnh này rất là quen thuộc, đúng không? Các bạn có nhận ra đây là hình ảnh ở đâu không? À, đây chính là tòa Thủy Đình trước cửa Đền Đô. Đền Đô là nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Rồi bạn nào quan tâm thì các bạn có thể xem video về Đền Đô. Thầy giáo đặt link video ở phần mô tả của video này. Cụ thể chúng ta phân tích và giải bài toán này. Trước hết là các em tính diện tích của hình tròn bán kính 60m bằng cách lấy số 3,14 nhân bán kính nhân bán kính. 3,14 nhân 60 nhân 60, các em tính được kết quả bằng bao nhiêu? À, bằng 11.304 m², đúng không? Bây giờ các em lấy diện tích của hình tròn này, các em chia 2, ta sẽ được diện tích của mặt hồ. Diện tích mặt hồ là 11.304 chia 2 bằng 5.652 m². Rồi các em nhớ đáp số. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc các em học tốt.